sân Thanh Anh chuẩn Đức Coupler. Coupler hân hạnh đồng hành cùng cả cộng Sport. Xanh cũng đang thực hiện vòng hot lap và anh đã nhanh hơn Lewis Hamilton ở phân vùng 1. Tiếp tục là tốc độ nhanh hơn của Carlos Sainz ở phân vùng 2. Bây giờ thì anh sẽ phải cố gắng vượt qua được thành tích của Fernando Alonso. Fernando Alonso lúc này đang có được vị trí thứ 15 rồi, đẩy Esteban Ocon và Valtteri Bottas xuống vị trí thứ 16 và 17. Và cùng chờ xem Carlos Sainz cải thiện thành tích như thế nào. Và ngay lập tức Carlos Sainz có được màu tím ở phân vùng 3 và leo lên dẫn đầu Q1. Một vòng hot lap ấn tượng đến từ Carlos Sainz để anh thoát khỏi vùng nguy hiểm. Và Sergio Perez mới là tay đua lúc này bị đẩy xuống nhóm nguy hiểm rồi. Perez lúc này cũng đã có được màu tím ở phân vùng 1. Phân vùng 2 lúc này màu tím đang là của George Russell. Perez lúc này cần phải vượt qua được thành tích của Daniel Ricciardo. George Russell leo lên dẫn đầu. Một vòng hot lap cũng rất ấn tượng của George Russell. Và bây giờ là của Sergio Perez. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Tháo áp lực dành cho Sergio Perez, khúc cua số 14 rồi và bây giờ là đoạn đường thẳng. Sergio Perez mới là người nhanh nhất ở Q1. Cả ba tay đua George Russell, Carlos Sainz và Sergio Perez sau khi vào gara và thiết lập lại chiếc xe đều đã có được một vòng hot lap ấn tượng. Sergio Perez thì sao? Lúc này thì Sergio Perez bị đẩy xuống vị trí thứ 9 rồi, một vị trí rất nguy hiểm. Perez đang đi đến những góc cua cuối rồi và thời gian của Sergio Perez sẽ vươn lên trong top 4. Một vị trí để đủ giúp cho Sergio Perez tự tin vào việc anh có thể góp mặt ở Q3. Còn đây là Carlos Sainz. Carlos Sainz cần phải cải thiện thành tích của mình, nếu không sẽ bị loại ở Q2. Alexander cũng đã vừa leo lên vị trí trong top 5 và đẩy Charles Leclerc vào nhóm nguy hiểm. Vị trí thứ 10, một vị trí rất nguy hiểm dành cho Charles Leclerc. Fernando Alonso cũng đã cải thiện thành tích của mình. Giờ sẽ là Carlos Sainz. Carlos Sainz leo lên thứ 9. Và Lewis Hamilton lúc này bị đẩy vào nhóm nguy hiểm rồi. Chúng ta vẫn còn ở bên ngoài trường đua, có Lewis Stroll, có Lewis Hamilton và Charles Leclerc. Bây giờ là Lewis Stroll. Lewis Stroll leo lên trong top 4. Người đi phía sau là Lewis Hamilton, không cải thiện được thành tích và Lewis Hamilton bị loại ở Q2. Khuôn mặt không thể vui của ông Toto Wolff và Charles Leclerc leo lên vị trí thứ 6. Anh sẽ cần phải bình tĩnh với tình huống vừa rồi, nhưng nó đồng nghĩa với việc anh cũng phải thực sự nhanh chóng hơn ở khu vực cuối cùng, có thể bù lại một khoảnh khắc đã diễn ra ở khu vực 2. Tạm thời thì anh có được màu tím ở khu vực này, khu vực 2. Verstappen không lấy được màu tím từ tay của Oscar Piastri. Chúng ta có Lando Norris có màu tím ở khu vực 1 và màu xanh ở khu vực 2. Piastri tạm thời có màu tím ở khu vực 3. Vòng hot lap đầu tiên của Q3, Lando Norris còn khu vực 3, Verstappen có màu tím ở khu vực 3. Verstappen cũng khá nhanh, nhưng Piastri vẫn đang dẫn đầu Lando Norris. Norris có vị trí dẫn đầu từ tay của Oscar Piastri. Không phải một giây giữa hai tay đua này. George Russell chậm hơn Lando Norris khá nhiều, 0,4 giây. Double check the floor when I come in. That's like 13, I went a little bit right. Okay, understood, Max. Sau khi thực hiện vòng hot lap này, DS đã được bật kết thúc khúc cua số 14. Max Verstappen 1:10.029, phía sau là Lando Norris. Chúng ta cần có góc máy của Lando Norris vào lúc này.
Lando Norris vừa lên vị trí dẫn đầu 1 phút 09 giây 673. Một vòng hot lap có vẻ như đang thực sự đúng như kỳ vọng của Oscar Piastri. DS được bật được khúc cua cuối cùng. Đánh bại được Max Verstappen hay không? Không thể cải thiện được vị trí của mình. Còn đây là George Russell. Đây chưa phải là một tín hiệu quá tích cực để có thể giúp cho anh chen lên 3 vị trí dẫn đầu. Còn lại khu vực cuối cùng, DS đã được bật rồi. George Russell vị trí thứ 4 vượt qua được Sergio Perez. Sàn Thanh Anh chuẩn Đức Coupler, Coupler hân hạnh đồng hành cùng cả cộng Sport.